ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเข้ามาอยากให้ทุกครั้งแองซองที่เขาแต่งสัญญาทุกเข้ามาเมย์ต้องทำและต้องมองตรงฝั่งเจอเงินต้นไหลหลังเงียบจังเดิมโอ้ฝั่งว่าและเป็นอย่างเราจอมลุกดังในใจก็มองตรงไหลต้องแบกสุดท้ายแองซองวันใดเดินนะหลังเงียบแต่เราบอกจุดก็เดินเข้ามาคิดว่าไอ้ของไฟแต่ว่าเรื่องยังมองยังตรงซ้ำและก็เบรกจะมองยังมันเหวี่ยงยังตรงดั là sao chưa hiểu anh? Dạ, đúng không ạ? Lại ghi nhớ và nói lại với tất cả người thân và bạn bè của mình chính chữ này à, pháp luân đại pháp hảo chân thiện nhận hảo tất cả chúng ta sẽ được bình an phúc báo và được an lành khi đại nạn đến có được không ạ? Nói gì là bình an hả? Dạ, pháp luân công là phật pháp ạ. Dạ. Chúng ta ai ai cũng phải đến là 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 đ
không có một đàn giả hàng đầu và tuyên bố là vô thần, tức là không tính thành phần, đã quá thừa chè, đã miếu. Có cái cuộc vận động của nó đã chiếm hơn 80 triệu người Trung Quốc, gần bằng dân số của cả nước chúng ta, đúng không em ạ? Nhân thời gian đứng đầu để không thể Trung Quốc nên lập được đốt bị bạo lực và giải dối, nếu có thể đạt cho là 100 triệu người và càng ngày càng tăng lên với số lượng người đóng trên toàn Trung Quốc, được hay không ạ? Để duy trì sự khiếp đảm và củng cố địa vị của hắn, nhân thực dân và đế quốc xã Trung Quốc đã lợi dụng lẫn nhau mở cuộc đàn áp những người tu luyện tin vào thần Phật, sự kiện đàn áp bôi nhọ khủng bố và lưu hại người tu có lương tâm khởi đầu vào tháng 7 năm 1999 và kéo dài đến ngày hôm nay. Mặc dù nhân thực dân không còn đương nhiệm nhưng về cánh thì là để lưu hại người tu luyện có lương tâm vẫn duy trì cuộc đàn áp một cách ngầm lén, mục đích là để che đậy tội lỗi và con đường giết người để tiến thân của chúng. Dạ chưa hết ạ, để ngân sách Trung Quốc còn được hiện việc cướp nội tạng của người tu luyện có không còn sống để phát triển tiền đình, và đây đã trở thành một ngành công nghiệp buôn bán kiếm lợi cho những quan chức đứng đầu, đặc biệt là dân tịch dân và đồng bọn của hắn. Dạ xin cho biết thêm những tội ác này hiện đang bị lên án trên toàn thế giới, về cánh gian tịch dân và đồng bọn đều đã bị bắt và đang phải đối mặt với tội ác diệt chủng. Các bản án này đã được đưa ra bởi các tòa án nước Trung Quốc lẫn quốc tế. Dạ, pháp luân công là Phật pháp. Dạ, xin hãy ghi nhớ và nói lại với tất cả người thân và bạn bè của mình chính chữ này ạ. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhận hảo. Tất cả chúng ta sẽ được bình an, phúc báo và được an lành khi đại nạn đến. Có được không ạ? Ủa anh ơi,